phải đi làm không? Dạ, cũng vừa mới về luôn á thầy. Mới về à? Hợp lý quá nhỉ. Dạ. Mã số của Phương là 1041 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, là nữ, sinh ngày dương lịch bao nhiêu nhỉ? Dạ ngày 12 tháng 11 1988. Mấy giờ? Dạ 0 giờ 20 phút. Nhưng mà sao lúc mà bố mẹ con nói á, là ngày xưa á, là ghi cho con ngày âm á, là ngày 5 tháng 10, nhưng mà nhớ luôn ngày dương lúc đó là ngày 12 tháng 11, mà lúc con tra ra là thì nó là ngày âm lại là ngày 4 tháng 10, là con biết sao chân tới ngày luôn. Đúng rồi. Ngày 12 chính là ngày mùng 4 tháng 10. Dạ nhưng mà ngày xưa bố lại nói là ngày âm á, là lúc đó là ngày 5 tháng 10, nên không biết là ngày nào. Thế bố nhớ ngày âm hay ngày dương? Tại vì ngày xưa là bố con nhớ là cả 2 ngày luôn, là ngày 12 tháng 11 và ngày 5 tháng 10 luôn, là nhớ luôn 2 ngày luôn. Dạ tại vì lúc làm giấy khai sinh á. Dạ Thế thì bây giờ thầy lập theo ngày dương ấy thì nó sẽ là ngày mùng 4 tháng 10. dạ Đó. Bây giờ thầy phỏng vấn xem lá số nào nhá. dạ dạ được rồi. Để thầy xem lập một cái lá số mới xem nào. Nhà mình có mấy anh em? Dạ nhà có hai con với em trai con. Con với em trai hả? Dạ. Rồi. Con năm nay là 29 tuổi. Chưa lấy Dạ chồng đúng rồi à? thầy. Dạ chưa thầy. Rồi. Con làm nghề gì? Dạ thì con làm nghề bác sĩ luôn. Bác sĩ à? Dạ. Rồi thầy lập hai lá số nha. Để xem nó giờ nào xong đấy mới giải. Thầy cũng có cảm Dạ. nhận là cái mô tả của con ấy thì nó một cái thầy lập theo ngày dương, một cái thầy lập theo ngày âm nhá. Dạ. Ở trong này á thì hai cái ngày đấy thì lá số về cơ bản không khác nhau nhiều lắm, gần gần như Dạ. giống nhau hết. Dạ. Sau này thầy sẽ xuất sang file ảnh, xong rồi thầy sẽ gửi cho con để con xác định nó rất giống nhau con ạ. Dạ. Nó giống gần như giống nhau hết ý. Dạ. Gần như giống giống nhau hết nên là về số lá số thì yên tâm là nó không sai nhiều nhé. Dạ. Và bởi vì nó gần giống nhau hết nên thầy cũng không phân biệt được là cái nào, bởi vì dựa trên số con số anh em thì nó cũng sẽ như thế. Dạ. Một cái ngày 12, một cái ngày 13. Rồi thầy sẽ gửi video cho nhá, rồi sẽ gửi cái lá số kèm theo cho. Dạ. Nhưng mà cả hai lá số này đều con đều là bác sĩ, bởi vì sao? Một mệnh Vũ phá nằm ở cung Hợi và lại có phi liêm là dao kéo ấy, mổ xẻ. Được chưa? Cái sao Vũ Dạ. phá là cái sao mà làm nghề bác sĩ rất là hợp lý. Nghĩa là hay phải cắt, hay phải xén, hay phải mổ xẻ. Có sao phi liêm là cái dao tại mệnh nữa, làm nên là con là người làm rất thành công. Nhá. Và cung mệnh của con Dạ. là có hai cái sao địa không địa kiếp ấy, là hai cái sao rất là xấu nằm tại cung mệnh, chứng tỏ rằng là cái nghiệp kiếp trước của mình cũng tương đối lớn, và lần này mình làm bác sĩ để mình cứu giúp người cũng là cái để trả nợ nghiệp nhá. Dạ. Nhưng cái mệnh Vũ phá này thì cái mệnh là tất cả những người Vũ phá tại mệnh tại cung Hợi đều trục trặc đường chồng con chứ không phải mình con, bởi vì trong cái lá số tử vi này con có một cái linh hồn nam đi theo ngay, con tiền duyên đi theo, nên là cái cảm nhận của con khi mà con nhìn thấy người đàn ông đi theo của con ấy, nó là đúng đấy, đấy là chính Dạ. là linh hồn đi theo con đấy. À, cái vong nam này á thì họ đi theo thì lâu nay họ bảo vệ mình, ví dụ như khi mà có tai nạn tai họa đến thì bao giờ con cũng sẽ được người đấy cứu trước kéo Dạ. ra đó. Đã bao giờ Dạ. bị tai nạn mà chuẩn bị rồi lại có người kéo ra chưa? Dạ, con nhớ con có bị tai nạn nhưng mà gặp đó thì không sao. Đúng rồi, Nhưng mà thường xuyên bị tai nạn. đúng rồi, thì cái người đấy sẽ kéo con ra Dạ. đỡ cho mình.
Đấy, nhưng mà về cơ bản là nếu như cứ tiếp tục họ cứ đi theo mình nữa là không tốt. Vì sao? Bởi vì cõi âm ấy thì họ phải siêu thoát để họ được tái kiếp, chứ họ không cứ ở trần gian họ đi theo con mãi được nhá. Đấy, phải gọi họ lên xem họ cần cái gì, xong rồi cúng cho họ, xong rồi cầu siêu thoát cho họ để buông cho mình, thì cuộc sống của con nó mới về tình cảm, tình duyên nó mới đỡ lận đận đi. Chứ không ấy, nói đến tình duyên là yêu thì dễ, nhưng mà nói đến cưới thì rất là khó. Có những cái chuyện nó không mong muốn nó sẽ diễn ra để nó không làm cho mình cưới chồng được. Ừ. Bởi vì anh này á, anh đi theo con và anh ấy mặc định đây là vợ mình và bảo vệ rồi không cho người khác xâm phạm vào nhá. Tiếp tục nữa là lá số của con là cung thân, thân lại cư mệnh. Thân cư mệnh có nghĩa là người tương đối hơi bảo thủ một chút, có nghĩa là cái gì mà thật khoa học, thật thuyết phục thì con mới tin. Đấy, những người thân cư mệnh như con là hơi bị khó cải mệnh đấy. Bởi vì mình cái phần lý trí của mình rất là cao. Không dễ tin một cái gì đấy. Nhớ chưa? Ừ. Trong lá số này thì cung phụ mẫu. Cung phụ mẫu là có sao Thái Dương gặp Triệt này. Bố mẹ còn ai? Hay còn cả hai? Con cái hai nha. Còn cả hai đúng không? Đấy thì sau này là cung lá số, trong lá số này là mẹ con sau này là ốm đau lắm ấy này. Sức khỏe kém. Mẹ là lúc nào cũng ốm, vì sao bệnh nào mà cung mẹ nhá. Có rất nhiều sao hỏa tinh, hỏa kỵ rồi địa không địa kiếp nó chiếu với cung mộc mẹ. Nên về tuổi thọ sau này là mẹ không thọ bằng cha. Rồi. Về cung Phúc Đức thì con gặp Triệt ở cung Phúc Đức. Triệt cung Phúc Đức nên là trước 32 tuổi ấy, là con không được nhận được sự may mắn hỗ trợ từ âm phần. Nhá. Rồi cung Phúc Đức của con là có tà phù hữu bật chiếu, nên là thường là cái họ 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 con họ gì? Họ Phạm đúng không? Đúng rồi, thường thường họ Phạm thường hơi lận đận, thường một hai lần chồng vợ, hai lần vợ. Vì tà hữu chiếu ở trong cung Đức này này. Đấy, tình duyên rất là lận đận. Rồi cái cung cung điện, cái là cung Phúc Đức của con là sau 32 tuổi con mới nhận được cái phần hỗ trợ đấy nhá. Ừ. Rồi cái cung điền trạch của con là có thiên cơ thái âm hãm địa nằm ở đấy, nên là về hậu vận rất hậu vận thì con mới có điền sản đất cát nhiều được đấy, và sẽ ở trong một cái miếng đất, cái nhà ấy rất là nổi tiếng, nhiều người biết đến của riêng mình ấy. Ừ. À, lá số này của con thì cung quan lộc rất là đẹp, tử vi tham lang và thanh long nằm cung quan lộc, và thiên tài này, thiên thọ thiên quan, nghĩa là con là một người làm việc rất là xuất sắc, bởi vì có sao thiên tài này, sao thanh long này là nằm thành công được cung quan lộc, lại có tròn tử vi tham lang nữa, nên là người sau này sẽ có chức sắc công việc ấy, sẽ làm một trưởng một lãnh đạo, số làm sếp đấy, nên là tu tập cho tốt vào để làm sếp to nữa nhá. Ừ. Con có cả hóa quyền nằm cung điền trạch chiếu sang cung mệnh, có cả hóa lộc nằm tại cung quan lộc chiếu của cung mệnh đấy, và hóa khoa thì nằm cung phúc đức, cũng nghĩa là lấy được những kiến thức từ tiền kiếp của mình ấy, là con có những cái thứ mà con không học vẫn biết, bởi vì ở đấy do cái kiến thức từ tiền kiếp của con rất tốt. Có hiểu việc đấy không? Dạ, đang nghe hết rồi. Ừ, con có cảm thấy thế không? Nó con thì thấy học hành cũng thuận lợi thôi, chứ còn nói chung là đi thi thì cũng thấy 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 cũng qua. Đúng rồi, thật ra là con là người mà lấy được kiến thức từ tiền kiếp của mình rất là tốt. Đấy là những cái thứ mà từ kiếp trước mình đã tu tập rồi, nên là mình nhớ lại được, nhất là khả năng làm việc của con ấy rất là xuất sắc, thiên tài nằm cung quan lộc mà giỏi phết. Sau này con thành công trong công việc lắm nhá. Về âm dương ấy là con sinh ra mệnh ở cung âm, nên là con hợp nhưng mà gặp sau tuần đóng, nên là âm dương nghịch lý. Nhưng về ngũ hành thì con rất là tuyệt, bởi vì bản mệnh là đại lâm mộc như cục thủy nhị cục, mà có nghĩa là cục sinh bản mệnh, nên sau này con càng về hậu vận ấy là con càng thuận thuận lắm, tốt nhất là quan lộc rất đẹp, là người có chức sắc tốt nhá.
Về cung tài bạch của con có hai cái sao liêm trinh thất sát đắc địa, nằm ở đây là con kiếm tiền một cách hoạch pháp, nghĩa là kiếm tiền giỏi lắm, giỏi kiếm tiền đấy, lợi cho việc kiếm tiền, có tài khí và con sau này rất dễ giàu có bởi vì cung tài bạch rất đẹp. Được chưa? Rồi, cung thiên di ấy là về mặt bên ngoài, về mặt xã hội ấy, là con có sao thiên tướng. Sao thiên tướng này á, là người nào mà có cung thiên di có sao thiên tướng là rất là đẹp, và bản chất là con là một người rất là xinh gái. Thầy nhìn ảnh chưa kỹ nhưng mà thiên tướng thì xinh lắm đấy, và cái sao thiên tướng thì ra ngoài ấy, được nhiều người nể trọng đấy, nhớ nhá, nhiều người nể trọng này, nhiều người đánh giá cao mình về cái tài năng chỉ huy lãnh đạo. Đấy, những cái gì mà con đang làm bây giờ là nhân viên ý, thì nó chỉ là cái bước đệm để sau này làm lãnh đạo thôi, có khả năng lãnh đạo tốt lắm nha. Tiếp nữa là lại ngoài hóa lộc ra lại có cái sao lộc tồn lại chiếu mệnh nữa này, con kiếm tiền rất là dễ. Cái sao lộc tồn nằm cung thiên di này này, nó chiếu một cung mệnh nên lắm tiền, được nhiều lộc đấy, có lợi về tiền tài từ bên ngoài mang vào cho mình, tự nhiên là có tiền nhá. Lại có sao bác sĩ nằm cung thiên di nữa, là làm nghề y là bác sĩ chuẩn luôn này, nên là con là một người ở xã hội được đánh giá là một người thông minh, khoan hòa, nhân hậu, và nó có lợi cho cái việc học hành thi cử và giải trừ bệnh tật cho người khác. Đấy, sao bác sĩ là cái sao thông minh và hay suy xét một cách kín đáo. Đấy, và cái sao bác sĩ là nó cái chỉ một cái sự thông minh, thông minh ở đây là thông minh một cách thâm thúy ấy, nó nằm ở cung quan lộc của con. Nha. Không có cái sao hóa khoa chiếu mệnh nó nằm cung hung đức, nhưng có cái sao bác sĩ này chiếu mệnh cũng là tốt lắm rồi, nó nói là cái đường học của mình rất là thuận lợi nhá. Rồi cái sao thiên hỷ là cái sao mà mang lại cho con nhiều cái việc may mắn, nó cũng nằm ở cung thiên di đấy, và nó sau 32 tuổi thì nó sẽ phát huy được và nó làm cho con rất nhiều niềm vui đấy, và có nhiều chuyện vui đến với mình, là người sau này rất biết chuyện thưởng thức những cái chuyện hài hước, có óc hài hước, đem lại sự may mắn cho người khác, nhất là cái việc sinh nở cưới hỏi cho người khác là con sẽ giúp cho người ta rất tốt. Được chưa? Và xấu nhất là cái sao cô thần nằm cung thiên di đây, chính là cái vong theo này này nhá. Cái sao đấy á, là đôi khi nó làm cho con không thích giao thiệp đấy, nhất là trong chuyện tình cảm ấy, không thích cưới hỏi lắm, có nghĩa là nó làm cho mình đôi khi hơi lạnh lùng, cô quả, và có cái tính chất luôn luôn thu về, không muốn bộc lộ bản thân đấy. Vì cái sao cô thần này, bởi vì chính là cái đấy là cái anh kia đấy, anh cái linh hồn nam kia kìa, nó sẽ tạo cho con một cái cảm giác đấy, ít giao thiệp. Cung tiếp theo, nghĩa là tóm lại con có cung thiên di đẹp lắm nên là có số xuất ngoại đấy. Về cung đồ mộc nhá. Cung đồ mộc của con là có sao cự môn hãm địa. Sao cự môn hãm địa này rất là xấu, nên là con ấy là hay bị bạn bè hay khẩu thiệt với bạn bè này, hay bị tai tiếng này, hay bị vu oan giá họa này, hay bị tai nạn này, hay bị bệnh, tóm lại là hay bị những cái thứ, hay bị phụ nữ ấy, là ghen ganh tị với mình đấy, thì cái cung nô bộc của con rất là xấu, mặc dù đông bạn bè nhưng mà mình ấy là ít được người ta giúp và toàn giúp người khác thôi, luôn luôn thiệt, bởi vì cung nô bộc của mình rất là xấu nha. Việc đấy luôn luôn phải đề phòng, chơi với các bạn đừng có bạn nào xấu thì nên bỏ qua đi, bởi vì cung nô bộc của mình xấu mà lại chơi với người xấu nữa thì dễ bị lợi dụng, không tốt nhá. Cung chồng của con đây này, cung chồng của con có cái sao đào hoa đóng ở đấy đấy, có nghĩa là gì, sau này á, là lấy được một người chồng ấy rất là, con sẽ lấy một người chồng rất là đẹp đấy, người ấy đẹp rồi phong lưu đa tình, nhiều người thích. Rất may là có cái sao Nguyệt Đức nó đứng cạnh sao đào hoa, nó làm cho anh ta là người có duyên chứ không phải là người hư hỏng. Đó, thì sẽ lấy được một anh đẹp đẹp trai lắm, sẽ lấy một anh này cao to trắng trắng đẹp, có duyên cực kỳ. Về cung con nhá, con của con ấy
thì số của con là sau này nuôi con hơi vất vả một chút đấy, bởi vì đại hao nằm ở khung con là con cái nó hay bị đau bụng, hay bị tiêu chảy này đấy, rồi con đại hao nằm cùng con thì con sau này hơi chơi bời một chút, hơi hơi phá phách một chút và không ở gần cha mẹ đấy, thì sau này cái việc đấy sau này hóa giải sau, khi nào có chồng rồi sẽ tính từng bạn một, lá số tử vi của các bạn nó có cách hóa giải cho các bạn đấy nhá, sau này hơi vất vả vì con một chút đấy nhá. Đấy là thầy xem qua cho con đã tất cả 12 cung rồi nhá, cung huynh đệ này, cung huynh đệ thì anh em cũng em với con của em hai, hai đứa thì tóm lại là sau này con đỡ nó, con giúp nó nhiều hơn là nó giúp con ấy. Bây giờ xem cái các đại vận của các năm nhá. Năm nay là cái năm rất xấu của con, bởi vì năm nay nó rơi vào cung mệnh cung hợi. Năm có sao vũ phá là cái năm mà không có lợi cho tình duyên. Đang yêu ai thì sẽ chia tay hoặc là thất tình, dễ trục trặc. Đấy là việc thứ nhất. Về đại vận ấy thì của con từ 22 tuổi trở ra nó rơi vào cung phu thê, nên con sẽ lấy chồng từ giờ đến năm 31 tuổi sẽ lấy chồng. Năm nay 29 rồi. Sang năm có sao hỷ thần này, có cả sao thai này, nên là sang năm là năm con dễ lấy chồng. Đấy, sang năm 30, muộn nhất là 31 là con lấy chồng rồi. Đã tìm được đối tượng chưa? Chưa à? Đó, thế thì cái mà cái anh tiền duyên mà đi theo ấy là em phải, con phải cắt nó đi, con phải chia tay người ta đi thì con mới thuận lợi trong việc yêu đương được nhá. Mời người ta lên hôm nào. FaceTime này này, gọi FaceTime với thầy hoặc là về video call ấy, thầy sẽ gọi họ lên cho. Xong rồi đàm phán với họ xem họ cần cái gì, cúng tiến cho họ, rồi họ siêu thoát, rồi con sẽ thuận lợi trong việc tình duyên của mình. Và từ 32 tuổi trở ra là con lo lắng cho con cái là nhiều, con cái của con ấy, và bắt đầu tiếp xúc với quyền lực và chức sắc công việc ấy. Từ 42 tuổi trở ra thì con rất là rực rỡ trong chuyện tiền bạc, giàu có, nhiều tiền, kiếm tiền vô cùng dễ. Từ 52 tuổi trở ra thì hay làm những việc công đức từ thiện, tu tập tốt, công việc thuận lợi. Từ 62 tuổi trở ra thì rất là sung sướng, thường xuyên đi du lịch, tiền đến một cách thụ động, nghĩa là không phải kiếm tiền là tiền vẫn có, tốt. 72 tuổi thì sẽ gặp họa, bởi vì cũng về sau cứ môn hãm địa, có nghĩa là năm đấy là năm rất là xấu, hạn, ốm đau liên miên. Từ 72 nhá. Đấy. Cái năm 72, 73 là ốm đau rồi dễ bị hao tài tốn của. Đấy, nhà dễ có tang nọ kia, nhưng 72 tuổi cơ xa quá. Đó là những cái là mà thầy xem cho con. Có hỏi thêm gì không? Dạ con chỉ hỏi ví dụ như là ngoài cái nghề của con ra thì con có thể làm thêm một cái gì cạnh cái nghề của con không? Ngoài cái nghề mà bác sĩ của con ra thì con muốn xem là con sẽ làm cái gì cho phù hợp với cái con có làm ăn ngoài được không, cái gì Dạ đúng rồi thầy. được, con hoàn toàn làm được, bởi vì con có sao hóa lộc và cả lộc tồn chiếu cung mệnh Ví dụ như con, dạ, thầy nói đi ạ. hai cái sao hóa lộc và lộc tồn là nói cái lòng lộc tồn hóa lộc, nó nói được khả năng kiếm tiền và kinh doanh buôn bán của con rất tốt. Ví dụ như con muốn chơi chứng khoán hay là cái gì đó thì có được không thầy? Được, cả hai sao đấy chưa được. Cái sao chứng khoán là cái sao tài chính, nó liên quan đến sao lục tồn, con làm được. Thầy con cũng đang học cái đó mà không biết là có nên dám kêu không? Đừng năm đừng làm năm nay nhá, sang năm hãy làm. Sang năm mới làm. Đúng không? Rồi dạ, ví dụ mà thầy nói là người người theo con đó thì con làm sao để mà không để cho người ta theo nữa, con không biết cách đó. Thì con có xem các video của thầy để giải thầy cắt tiền duyên không? Nhìn không? Đã xem Dạ chưa? có nhưng mà ý xem rồi nhưng mà ý là con sẽ làm theo họ theo cái video đó hay là sẽ nói cho nhỏ thằng làm Không, thầy phải làm dùm chứ, thầy phải gọi cái linh hồn ấy lên.
đấy, để cầu siêu cho họ thì con sẽ họ sẽ buông tha cho mình thôi, họ siêu thoát rồi là họ không theo nữa. Nhưng mà con liên hệ lại với thầy đúng không hay sao ạ? Đúng rồi, liên hệ lại với thầy. Có điều kiện ra Hà Nội không? Dạ chắc không có, thầy dạy giờ con đi làm không có thời gian được. Mấy lần trước thầy vào Sài Gòn suốt chả gọi thầy. Dạ thì con không biết khi nào, tại vì con đã hẹn không biết là khi nào thầy gọi, còn chứ không biết khi nào thầy giải nó số. Được rồi, thầy sẽ có cách giải từ xa đấy, để xong rồi liên hệ lại. Hôm nào thầy có khóa lễ mà cúng cầu siêu cho các vong linh ấy thì thầy sẽ gọi cho con nhá. Dạ. Xong rồi thầy sẽ nào, mời thầy ấy thầy sẽ mời họ. Đúng rồi, thầy sẽ viết sơ sách, thầy mời cái vong linh ra Hà Nội. Ra trên lên trên linh quang điện này này, thầy sẽ cúng cho họ và cầu siêu cho họ, họ và họ buông cho mình, thế là được. Nhá. Khi nào ấy có thì thầy liên hệ lại với con đúng không? Đúng rồi, sắp tới có khóa lễ này này thì thầy sẽ liên hệ lại cho, thầy sẽ gửi email cho hướng dẫn cho nhá. Cái cách mà để mời họ ra đây như thế nào. Thầy sẽ hướng dẫn cho con nhá. Dạ. Rồi, có hỏi gì thêm nữa không nào? Dạ không, con hỏi gì đủ hết thầy. Tốt rồi. Dạ. Nghĩa là lá số con trong này chỉ có tệ về đường riêng thôi đúng không thầy? Còn đi công danh sự nghiệp thì cũng ok, cũng được đúng không? Nói chung là con sẽ là người mà thành công trong nghề lãnh đạo, quản lý. Dạ. Dạ. Nhá. Và thành công trong nghề bác sĩ, bởi vì con có rất nhiều sao bác sĩ. Và con có cái sao vong, và cái sao vong thần và cô thần tại mệnh của con là cái vong linh đi theo con, nó họ đang tác động vào con ấy, chỉ cần giải đi cái này tại mọi việc của con nó tốt ngay. Dạ. Rồi nhưng mà con hỏi xem cái công phu thê á, nó có dở lắm không thầy? Tại vì cái đào hoa con nghe nói là nó không tốt đó. Thì con nói chung là sẽ lấy được một anh chàng tương đối đẹp trai và đào hoa thôi, cái việc cứ lấy chồng đi, xong rồi cái cách hóa giải khắc phục nó thế nào thầy sẽ hướng dẫn. Trước khi lấy chồng thì con có thể gửi lá số chồng ra cho thầy xem người này thế nào, có tốt thật không. Đấy, và cách hóa giải người ta không thêm bước nữa thế nào thì các thầy đều có cách mà để hướng dẫn cho mọi người, cho cả con nữa, yên tâm nhá. Dạ, cảm ơn. Và mọi việc kinh doanh thì học năm nay học thôi, năm nay mày làm nhá. Vì năm nay toàn không kiếp, địa phong địa kiếp chiếu, lục sát tinh chiếu năm nay nên nhiều việc xấu, không nên đầu tư, không nên làm gì hết, chỉ đi học thôi. Dạ. Nhá. Dạ. Xin chào. Rồi. Thầy dạ, sẽ rồi, con cảm ơn thầy ghi hình cái video này lại rồi, thầy sẽ tải cả lá số nữa thầy gửi cho nhé. Dạ, rồi con cảm ơn ạ. Xin chào.